Rồi em chào cô chú anh chị mình buổi chiều hôm nay thì em có lên mẹ con cái kem với lại con cái xin chữa nha anh chị. Đó anh chị mình coi ha. Đây là một bộ mẹ con bò cái kem nha anh chị. Mới đẻ lưới đầu tiên ha. Đó cái con bò kem này thì bò con là con bò cái nha anh chị. Con này dùng F2 ha. Rất là độ bò nha anh chị. Đó anh chị mình thấy cái tướng thấy ớn không. Con này thì à, à, chủ nhà người ta cũng tách con rồi nha anh chị. Nhưng mà thả ra thì vẫn còn theo mẹ ha. Đó con này gần 9 tháng rồi Rất là độ nha anh chị Con này dòng F2 ha Đó chị coi Đòn dốc của bả kìa Đó cái cặp mông anh chị mình thấy bò thấy tê liền ha Con này thì chiều cao của nó thì em đo ngay xé lưng thì nó cao là 1m11 bò lại nha anh chị Con này thì nó gần 9 tháng nha Đó đầu trụi xé bốn đầu đóng nghiêm chỉnh ha Anh chị mình coi nè Đó lưng anh chị hay một lưng luôn Bò này thì nó dòng F2 anh chị nên là nó rất là cơ độ nha anh chị đó cái dòng này anh chị nuôi ha Con này thì em bán cho anh chị mình đem về nuôi thịt ha 16 triệu anh chị Cao 1m11 bò lại nha anh chị Đó anh chị mình coi cặp mông ha thấy ứng luôn anh chị Cái bà này thì anh chị mình đem về nuôi cỡ Một vài tháng anh chị mình bán ha Đó bò này thì dòng F2 thì nuôi rất là lên bò nha anh chị Đó anh chị thấy không 16 triệu cho cái con bò cái kem này nha Bò này thì à, à, Chủ nhà người ta tách rồi nha anh chị Nó hết bú rồi nha còn đây là bò mẹ nè Bò mẹ này thì nó cũng là dòng bò kem luôn nha anh chị Mẹ con này rúng yếm đẹp ha Anh chị mình coi ha Giò cẳng này, Cái chân cái móng là hoàn thiện hết ha Xương sóc được to Móng sò Đòn dốc thì dài Thì bò này á, thì nó đẻ lưới đầu nha anh chị Và chủ nhà người ta cấy rồi nha Thì cũng chữa rồi nha anh chị Đó thì mẹ con này thì nó lớn á nên em anh chị mình mà có mua lẻ thì em bán bò con 16 triệu còn bò mẹ này thì 23 triệu 500 ha bò mẹ thì nó lớn con nha anh chị à, qua son cậy đuôi đồ to ha đòn dốc đồ xương xóc, đồ lớn bò mẹ này thì nó cao là một m ba bò lại nha anh chị lớn con lắm nha bò này thì mới bẻ có hai đầu răng nha anh chị bò này thì chủ nhà cấy lại ba bơi nha anh chị đã cấy lại ba bơi ha cấy lại ra là chữa rồi nha là chữa lại là gần 6 tháng rồi nha anh chị đã bò này thì em có nhờ thú y qua khám khám lại rồi ha thì bao chữa cho anh chị mình ha bao chữa bao khám và bao lồi cho anh chị mình tứ đẻ nha bò này là nó lớn con nha anh chị mà đòn dốc nó dài ha chăn cẳng xương sóc to đó anh chị mình coi em bò mẹ mét ba ha mới bẻ có hai đôi răng nha anh chị tại em có dạch răng kiểm tra rồi ha đó bò mẹ thì 23 triệu năm trăm ngàn chữa lại ba bê lưới nhì còn con là à, gần 9 tháng à, giá 16 triệu nha anh chị anh chị mình coi ha đó thì cô chú anh chị mình mà quan tâm và à, mẹ con này á thì anh chị mình cứ alo trực tiếp ngay cho em phúc nha anh chị đã bò này thì nó rất là mát sữa nha anh chị bò mẹ đẻ con mát sữa anh chị mình thấy ứng không rồi bây giờ thì em xem cái con bò cái bầu ha bò là bò xin nha anh chị bò mẹ này thì sái bốn nghiêm chỉnh ha con này thì lớn con luôn nha anh chị đó con này thì nó là cái mẫu tàn nha anh chị mà có thùng dạo ha đồng dốc đồ xương sóc ok hết nha anh chị trình trạng thì bò nghiêm chỉnh ha hoàn thiện nha anh chị đó thì bên em thì chuyên về bò giống nó nhiều nha anh chị nên là bán cũng tiễn cho chị mình mấy cái con bò nó đẹp đẹp để anh chị mình đem về nuôi á mình để giống cho nó lâu dài nha anh chị thì con bò này á thì về chiều cao quá chị thì em đo ngay sấy lưng á thì con này nó cao là một m hai mươi chín bò ha nó cao là sắc nhất gần mét ba bò lại nha anh chị rất là lớn con ha con này á thì tình trạng á thì nó đẻ được ba lứa rồi nha và đang con bầu lại lứa thứ tư Bò này thì nó chữa là 3B nha Chữa được hơn 7 tháng xíu nha anh chị Em có nhờ Thú Y đã qua khăm khám ra rồi ha Bò này thì nó có một cái đốm trắng nhỏ ngay dậu nha anh chị Ngay dậu ha Bên kia nha Đốm trắng nhỏ không có nhiều nha Đó đỏ mặt nha anh chị Bò này lông da liền lạc ha Đó bao tật lỗi cho anh chị mình nha Rúng thì rúng chèn nha anh chị Móng thì là móng sò ha Cao 1m29 bò Chữa lại 3B Là được hơn 7 tháng xíu nha anh chị Lứa tư nha bao chữa bao khám nha anh chị bao lòi cho anh chị mình tứ đẻ nha thì kênh anh em thì nói chung là bán thì bao cho anh chị mình tứ đẻ đối với những con bò chữa nha anh chị đó bò này thì hai triệu năm trăm ngàn nha anh chị đó hai triệu năm trăm ha anh chị mình xem tham khảo, khảo cái lô bò ngày hôm nay nha anh chị